Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Chuyên ở phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có hai người con trai, nhưng cả hai người đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới. Mẹ Chuyên luôn được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố thường xuyên đến động viên thăm hỏi, tặng quà cho mẹ mỗi dịp lễ Tết. Tình cảm của lực lượng vũ trang thành phố là niềm an ủi động viên đối với mẹ, cũng là nghĩa cử tri ân, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc đối với người có công, gia đình chính sách. Tôi cảm ơn ban chỉ huy quân sự, cảm ơn các cơ quan đoàn thể nhà nước đến thăm hỏi, tặng quà thăm hỏi chúng tôi lấy phấn khởi. Còn đối với mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Nghi, năm nay đã 98 tuổi, ở tổ 5, khu 10, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Mẹ là người dân tộc Tày, quê ở Đình Lập, Lạng Sơn. Mẹ có chồng và con trai tham gia kháng chiến và đã anh dũng hy sinh. Vượt qua những mất mát lớn lao, một mình mẹ phụng dưỡng mẹ chồng già yếu, nuôi hai người con trai còn lại khôn lớn trưởng thành. Ngày 12 tháng 3 năm 2014, mẹ vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện nay trên địa bàn thành phố Bí chúng tôi còn duy nhất một mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài cái sự phụng dưỡng theo chế độ của Đảng Nhà nước, Bộ Quốc phòng thì chúng tôi có hàng quý thì đều có cái hỗ trợ cho mẹ. Số tiền là 1,5 triệu một quý. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có khoảng hơn 13.000 đối tượng chính sách, người có công và thân nhân được hưởng chế độ hàng tháng. Với tấm lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc với các thế hệ cha anh đi trước, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 thực hiện tốt công tác chính sách, lãnh đạo chỉ đạo cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh chăm lo chu đáo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực tri ân các đối tượng chính sách, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn. Chúng tôi đã tham mưu cho Bộ Chỉ huy tỉnh và chỉ đạo các đơn vị tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tặng thẻ bảo hiểm y tế, rồi là hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 9 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh, tổ chức thăm, tặng quà, khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 200 đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Tiên Yên và thành phố Móng Cái, thăm tặng quà cho đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Hải Hà, huyện Bình Liêu. Với tấm lòng và sự tri ân các đối tượng chính sách, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh đã và đang không chỉ quan tâm chia sẻ động viên về mặt tinh thần mà còn trực tiếp giúp đỡ về vật chất, mang niềm vui đến với những người có công, gia đình chính sách đã hy sinh lớn lao vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những ngày tháng 7 tri ân ấm áp nghĩa tình.